Top 10 địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới. Trái đất chúng ta đang sống có vô số kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ, có nơi được tạo hóa ban tặng, có nơi do chính con người tạo ra. Trong số những nơi đây, có những địa điểm bí ẩn đến mức dù công nghệ tiên tiến đến đâu, con người thông minh tới mức nào thì vẫn chưa thể khám phá hết được. Sau đây hãy cùng Top 10 AZ tìm hiểu Top 10 địa điểm bí ẩn nhất thế giới tại video này nhé! Vị trí thứ 10 là tỉnh Ma Tiao, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Tỉnh Ma Tiao là vùng đất bí ẩn nhất Trung Quốc. Đây là vùng đất Phật thiêng liêng, không hề có đường mòn để đi lên đây, do vậy không phải muốn lên đây cũng đi được. Nếu muốn đặt chân đến vùng đất này thì phải đi bộ băng rừng núi và phải đi qua cây cầu mỏng manh khi dưới chân là miệng vực sâu thẳm. Bạn có đủ can đảm để chinh phục nơi này không? Đứng ở vị trí thứ 9 là kho văn lưu trữ thành phố Vatican. Vatican và Giáo hội Công giáo có một kho lưu trữ bí mật các thông tin liên quan đến Giáo hội Công giáo. Kho chứa dài hơn 80 km, nơi đây trở nên bí ẩn vì bị cấm xâm nhập, chỉ ai có giấy phép đặc biệt mới có thể vào trong. Tại đây có các tài liệu như thông điệp ngoại giao của Martin Luther hay bức thư từ của họa sĩ Michelangelo gửi tới Giáo hoàng Julius II. Ở vị trí thứ 8 là đảo Bắc Seniel, Ấn Độ. Đảo Bắc Seniel là nơi sinh sống của tộc Seniel, một bộ lạc này tách biệt khỏi thế giới loài người. Đây là một nơi bí ẩn vì chưa có ai được đặt chân lên hòn đảo này. Mãi đến năm 1967, đoàn thám hiểm đầu tiên mới đặt chân được lên hòn đảo bí ẩn này. Tuy nhiên, bộ tộc Manzi từ chối mọi tương tác với thế giới bên ngoài. Bất kỳ ai xâm phạm lãnh địa của họ đều sẽ bị xua đuổi một cách thô bạo. Vào năm 2006, tộc người rừng rú này đã sát hại hai ngư dân xấu số lạc vào bờ biển của họ. Đến chính phủ Ấn Độ cũng chẳng dám can thiệp vào sự việc này. Để giải quyết vấn đề, Ấn Độ quyết định cấm luôn mọi nỗ lực tiếp cận hòn đảo ma quái này. Đứng ở vị trí thứ 7 là đảo Jersey Island. Sau một đợt phun trào núi lửa kéo dài tận 3 năm đã hình thành nên đảo Jersey. Đây là một hòn đảo bí ẩn bởi vì mặc dù không có con người sinh sống nhưng tới nay vẫn hình thành một hệ sinh thái. Chính vì vậy, đảo này được sử dụng chủ yếu với mục đích khoa học. Và công việc chính của các nhà nghiên cứu là tìm ra cách hình thành của một hệ sinh thái không có con người. Chỉ có vài nhà khoa học được phép tiếp cận hòn đảo này và họ tuyệt đối không được mang theo bất kỳ hạt giống nào lên hòn đảo. Tuy nhiên, một vài người không tuân thủ luật này và đi nặng lên trên dung nham. Một cây cà chua hiên ngang mọc lên giữa hòn đảo hoang khiến tập thể các nhà khoa học hết sức bối rối. Họ nhận ra sơ suất của mình đã khiến một hệ sinh thái nguyên sơ hoàn toàn bị phá vỡ và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nghiên cứu sau này. Đứng ở vị trí thứ 6 là rừng Bohemian, Mỹ. Rừng Bohemian nằm cạnh đại lộ Bohemian, thành phố Monterey, California, Mỹ. Hàng năm, nơi đây người ta thường tổ chức một sự kiện sang chảnh với sự tham gia của khoảng 2.500 quý ông. Đây là một bữa tiệc quy tụ nhiều đại gia trên thế giới, chính trị gia, nhà khoa học đạt giải Nobel, tướng lĩnh cấp cao trong quân đội, hiệu trưởng các trường danh tiếng như Harvard hay Yale. Sự kiện bí ẩn này cùng với khu vườn bí ẩn này hiện nay vẫn được rất nhiều người tò mò. Đứng ở vị trí thứ 5 là đèn ánh sáng vĩ đại của Ice, Nhật Bản. Đèn ánh sáng vĩ đại của Ice ở đất nước Nhật Bản. Đây là nơi thờ nữ thần mặt trời Amaterasu của đạo Shinto và được mệnh danh là một ngôi đền thần bí và đáng sợ. Ngôi đền này được xây mà không có một chiếc đinh nào, chỉ toàn là gỗ. Điều thú vị nhất là cứ mỗi 20 năm, đền đều được tháo ra xây lại để tôn vinh chu kỳ qua đời và tái sinh của đạo Shinto. Bất chấp vẻ đẹp thần thánh thiêng liêng của ngôi đền, chỉ có các tu sĩ và gia đình quý tộc mới dám ra vào ngôi đền này. Người ngoài không dám ra vào và cũng khó có thể chụp ảnh. Đứng ở vị trí thứ 4 là đảo North Brother, Mỹ. North Brother nằm trên sông East, cách quận Manhattan, New York vài dặm, nơi đây từng xảy ra một vụ đắm tàu làm chết hơn 1.000 người. Sau đó, nơi này được dùng để điều trị các bệnh truyền nhiễm. Cư dân nổi tiếng nhất của hòn đảo này là bà Mary Marlin, người đầu tiên được ghi nhận là bệnh nhân đầu tiên mắc chứng thương hàn. Các tài liệu ghi chép lại, bà lây bệnh cho 50 người, 3 người tử vong, trong khi bà luôn khẳng định mình chẳng mắc bệnh gì cả. Hòn đảo này sau đó bị bỏ hoang vào những năm 50 khi người ta mở một trại cai nghiện ở đây. Đứng ở vị trí thứ 3 là đảo Niihau, Hawaii. Niihau thường được gọi là hòn đảo quyền lãng, nằm gần Hawaii. Hòn đảo này được nữ đại gia Elizabeth Sinclair mua vào năm 1864. Đến năm 1952, hòn đảo này lấy lại cái tên Niihau trong khi đại dịch bại liệt đang lây lan khắp quần đảo Hawaii. May mắn thay, không ai trên đảo mắc phải bệnh dịch. Hiện nay, dân số Niihau vào khoảng 170 người, rất hiếm người ngoài có cơ hội được đặt chân lên đảo này. Chính vì vậy, hòn đảo này vô cùng bí ẩn. Đứng ở vị trí thứ 2 là hầm mộ Catacombs, Paris. Hầm mộ Catacombs tại thành phố hoa lệ của nước Pháp, Paris. Nơi đây nổi tiếng vừa bí ẩn, vừa đáng sợ, tuy nhiên thu hút hàng triệu khách du lịch tham quan mỗi năm. Hầm mộ Catacombs được xây dựng từ một phần đường hầm nối với mỏ đá Paris. Nơi này cũng trở thành hầm chứa 6 triệu xác người chết cuối thế kỷ 18.
Một phần nhỏ của căn hầm này được mở cửa cho khách du lịch tham quan. Bạn có thể thấy hàng ngàn bộ xương và đầu lâu được xếp chồng lên nhau. Gần như không ai có thể khám phá được căn hầm dài 170 dặm này vì nguy cơ bị lạc là điều chắc chắn. Tuy nhiên, càng như vậy, dân tình càng tò mò tìm cách thám hiểm hầm, đến mức chính quyền Paris có hẳn một lực lượng cảnh sát riêng quản lý căn hầm này. Và đứng ở vị trí thứ nhất là lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Trung Quốc. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng được phát hiện vào năm 1974. Đến năm 1987, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây được xem là nơi bí ẩn nhất thế giới, bởi vì chưa được khai quật nên đây là nơi tuyệt đối cấm người ra vào. Các đoàn thám hiểm đều cho rằng công nghệ hiện nay không thể vừa khai quật vừa bảo tồn vẹn nguyên được di tích này, nên mọi sự xâm phạm đều bị cấm. Cảm ơn các bạn đã xem video tại kênh của Top 10 AZ. Nếu thấy video hay, hãy để lại một like, một comment và đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới của Top 10 AZ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!